Chúng ta bắt đầu sang nghe anh axit loại 1, một là mạng kiến thức cần nhớ. Thứ nhất chúng ta phải nhớ là axit loại 1 là gì? Axit loại 1 là các axit mà tính nguyên số hóa chỉ thể hiện ở hạt cộng. Hay nói cách khác, axit loại 1 là thường những anh axit chúng ta học nhiều nhất: HCl, H2, H4 loại. Ở đây nó cung cấp ion hạt cộng. Hay bản chất của phản ứng axit loại 1 là ion hạt cộng. Thấy chưa? Thấy nhá. Thứ hai, cái tính chất hóa học của axit loại 1 là gì? Đầu tiên anh làm quy chuyển thành máu. Quy chuyển thành màu gì đấy em? Làm quy chuyển màu gì? Làm phenol và talin chuyển thành màu gì? Làm quy chuyển thành màu đỏ. Thầy biết được nhiều bạn trả lời là làm phenol và talin chuyển thành màu xanh. Sai. Axit loại 1 không làm phenol và talin chuyển màu. Chú ý, không làm phenol và talin chuyển màu. Thế tính chất hóa học của axit loại 1, đầu tiên nhắc đến tính chất hóa học của axit loại 1 chúng ta phải nhớ đến ngay, đó là gì nhỉ? Tác dụng với kim loại. Điều kiện để xảy ra phản ứng đó là các anh kim loại này, điều kiện để xảy ra phản ứng, điều kiện là các kim loại phải làm sao nhỉ? Đứng trước kiro trong dãy điện hóa. Đứng trước kiro trong dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi. Thế là dừng lại. Thứ hai, đó là các kim loại mà tác dụng với axit loại 1 sẽ tạo thành muối và cộng hydro. Ví dụ natri cộng HCl thì tạo thành NaHCl cộng H2. Canxi cộng HCl thì tạo thành CaCl2 cộng H2. Nhôm cộng HCl thì tạo thành AlCl3 cộng H2. Trải dài thì các anh kim loại từ hóa trị 1 đến hóa trị 3. Thế cho ghi như này để làm gì? Để chúng ta có một cái chốt giả sử kim loại của thầy là kim loại M hóa trị N tác dụng với H cộng thì sẽ tạo thành M N cộng cộng với H2 và anh này sẽ là N phần 2. Đóng khung. Bản chất của kim loại tác dụng với axit loại 1. Vậy tại sao chúng ta lại phải nhớ cái bản chất này? Tại sao? Ứng dụng của nó. Nếu kim loại M hóa trị 1 thì sinh ra bao nhiêu hydro các em nhỉ? Thay vào đây 1/2 hydro để chúng ta nhẩm nhanh hơn. Nếu kim loại M hóa trị 2 thì sinh ra, các em tự suy ra đi. Nếu kim loại M hóa trị 3 suy ra nào. M hóa trị 2 thì sinh ra 2/2 hydro. Bạn nào chậm thì nhầm là 2/2, bạn nào nhanh thì ra 1 hydro. M hóa trị 3 thì sinh ra 3/2 hydro. Đấy, rất dễ. Vậy bây giờ thì có thể nhầm, nhắm mắt lại thì nhầm. Nhôm thì sinh ra nhôm hóa trị 3, 3/2, 1/5. Đúng chưa? Đấy, magie, magie hóa trị 2. Vậy sinh ra 1 hydro. Rất nhanh với những cái bài toán mà cho ta biết được số mol kim loại, sau đó suy ngay lập tức là được số mol hydro, chứ không phải viết phương trình nữa. Được chưa? Đấy, và vậy đây là những cái gì chúng ta cần nhớ. Kim loại M thì sinh ra N/2 hydro. Được chưa? Nhưng
có một cái trường hợp đặc biệt. Hay nói khác, ở đây chúng ta có một cái chú ý. Nếu thầy cho sắt thì sao? Sắt tác dụng với axit sulfuric loãng thì sắt lên sắt mấy? Sắt 2 hay sắt 3? Sắt 2 đúng không? FeSO4 cộng H2. Và điều này chứng tỏ rằng chúng ta cần có một cái chú ý. Đó là các kim loại mà tác dụng với lại axit loại 1, hay bây giờ thì không ghi axit loại 1, ghi là H cộng đi, thì sẽ tạo thành ion kim loại có số oxy hóa thấp hơn. Ví dụ sắt 2 số oxy hóa, dương 2 dương 3, thấp hơn là dương 2, vậy sắt lên sắt dương 2. Crom lên crom dương 2, bởi vì crom có dương 2 dương 3 dương 6 thì crom lên crom dương 2 thấp hơn mà. Thấy chưa? Chúng ta đã hiểu. Vậy bây giờ chúng ta đi vào hệ thống các cái ví dụ để làm rõ cho cái phần A nhỏ này. Xin nhỏ, bây giờ chúng ta sẽ sang các cái phần muối tác dụng axit loại 1. Muối tác dụng axit loại 1. Muối mà tác dụng axit loại 1 thì luôn luôn tạo thành muối mới. Và axit mới. Chú ý điều kiện, điều kiện xảy ra phản ứng, điều kiện hoặc là muối mới phải kết tủa, hoặc muối mới kết tủa, hoặc axit mới bay hơi này, kết tủa này, hoặc kém bền này. Kém bền thì tương đương với lại điện ly yếu, điều kiện phản ứng. Ví dụ chúng ta hay gặp nhất trong bài tập đó là các axit, các muối của carbonat CaCO3 cộng với lại HCl. Đây chính là phản ứng điều chế khí CO2 trong phòng thí nghiệm để tạo thành CaCl2 cộng H2O cộng CO2. Có thể chúng ta gặp FeS cộng HCl thì đây lại là phản ứng điều chế khí H2S trong phòng thí nghiệm, H2S, được chưa? Vân vân, rất nhiều phản ứng nữa. Nhưng trọng tâm chúng ta đi vào bài tập. Thường FeS ít thì được hỏi. Bài tập sẽ hay hỏi xung quanh những muối carbonat. Vậy quy về bài tập muối carbonat cộng với axit loại 1 thì chúng ta có cái chú ý điều gì? Một gốc CO3 2 trừ thì bị thay thế bởi, nào các em cùng chú ý, đây CO3 mấy gốc Cl trừ, Cl trừ, đây là 2 trừ, chắc chắn đây phải bị thay thế bởi 2. Vậy ta lại suy luận công thức. Nếu đề bài cho ta là xác định mà muối clorua thu được sau cái phản ứng khi cho muối carbonat tác dụng với axit loại 1 thì chắc chắn sẽ bằng m muối carbonat đây này. Thầy hướng dẫn chúng ta chứng minh công thức nhanh. Cộng bắt đầu mở mà. Gốc gì vứt đi? CO3 2 trừ bay đi hay là bị ra ngoài? Vậy là trừ đi 60. Cộng bọn nào chui vào? Cl trừ là cộng 71 nhân với lại số mol CO3 2 trừ cũng chính bằng số mol CO2 bay đi. Và đây là những cái gì chúng ta cần lưu ý để bước vào các cái ví dụ tiếp theo. Giờ chúng ta đi sang ví dụ.